Vâng, và xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết một cái cấu tạo của chiếc xe đạp địa hình rất là cấu hình khá là tốt. Đó là XDS XK600. Và chi tiết của chiếc xe như thế nào thì bây giờ em sẽ làm một cái video đánh giá chi tiết những cái cấu hình và các cái phụ tùng của chiếc xe. Vâng. Vâng, trong khung hình đây là tổng thể chiếc xe đạp địa hình XDS XK600. Một chiếc xe đạp địa hình khá là đẹp và cấu hình cũng khá là cao cấp của hãng xe đạp XDS. XDS thì là một cái thương hiệu khá gọi là cũng khá là mới tại Việt Nam nhưng cũng được nhiều người biết đến rồi. Thì bởi vì là cũng những cái chiếc xe này thì cấu hình rất là tốt trong tầm giá. Về phần khung thì chúng ta có khung của chiếc xe là được làm bằng nhôm nhưng mà dấu mối hàn tức là phủ mối hàn bằng một cái lớp phủ, và dây được đi âm trong sườn, tức là đi chui vào trong sườn để tạo cái độ mỹ thuật cho chiếc xe. Không có nhiều dây luồn qua sườn lắm, những cái đời mới thì nó sẽ có những cái dây âm sườn như này. Size của chiếc xe là 15.5 inch, chúng ta nhân với khoảng 2.5 cm ra thì nó sẽ ra là cái khoảng cách cm từ đây. Nó khoảng 40 cm gì đó. Đây là khung nhôm. Rất là đẹp, cấu hình, cấu tạo rất là đẹp. Về phần cấu tạo của chiếc xe thì xe được trang bị vành 27. Vành 27.5, quả lốp là 2.0. Chứ không như các cái xe địa hình khác nó là vành 26 inch, đây là vành 27 inch. Đấy, và đùi đĩa là đùi đĩa của hãng, trục rỗng. Trục rỗng có nghĩa là cái trục nó là một cái vòng bi to chứ không phải mà trục đặc vuông, cốt vuông như là trục thông thường. Về phần chuyển động thì chúng ta có cái trên là gạt đĩa của Shimano Acera. Líp là líp 9 tầng. Líp thả 9 tầng của Shimano. Đằng sau chúng ta có bộ chuyển líp là Shimano Alivio. Thì Alivio thì nó cao cấp hơn Acera ở trên cái phần gạt đĩa. Và nó cao cấp hơn Acera cao cấp hơn cả Antut. Tức là Alivio nó đứng thứ 5 từ dưới lên của bộ chuyển động trong nhà bộ chuyển động Shimano. Lốp Maxxis nó khá là tốt. Về phần gai lốp thì còn khá là dày, khá là đẹp. Về phần yên của chiếc xe thì em đánh giá là rất là mới, không có vết xước nào nhiều, rất là mới luôn. Giảm sóc của chiếc này là được trang bị giảm sóc hơi đây, có những cái lúm bơm hơi ở đây, chúng ta có thể vặn ra và bơm thêm hơi. Rồi của hãng SR Suntour. Bánh là bánh đằng trước cũng là bánh 27. Và đặc biệt chiếc này là được trang bị cái bộ phanh của Magura. Các bác có thể lên Google các bác search là phanh dầu Magura, nó là một cái bộ phanh cao cấp chuyên cho những cái dòng đổ đèo và leo núi, thuộc loại cao cấp hơn cả Shimano, cho nên là cũng ngang với Shimano, cho nên là người ta thường nâng cấp. Đây, đĩa phanh cũng là Magura này. Đĩa phanh là Magura nhá. Đó. Người ta thường những cái vận động viên chơi xe đổ đèo leo núi hoặc là những cái xe biểu diễn ấy thì người ta sẽ thường độ cho chiếc xe của mình cái dòng phanh dầu Magura này. Các bác có thể tìm hiểu thêm cái phanh dầu hãng phanh dầu này trên Google. Magura. Xe được trang bị phanh dầu Magura tốt ngang hoặc thậm chí nhiều dòng là tốt hơn cả phanh dầu Shimano của Nhật. Tay bấm là chúng ta cũng có bộ chuyển số Alivio bên tay phải và tay trái đồng bộ. Tay phải là để chuyển níp và tay trái chuyển đĩa. Phanh dầu Magura, bóp rất nhẹ và ăn. Chúng ta có một cái tay khóa hành trình của giảm sóc ở trên tay này. Khi chúng ta bấm vào đây thì giảm sóc sẽ không nhún nữa, tức là cứng. Và chúng ta mở ở đây thì giảm sóc sẽ vẫn nhún bình thường. Ghi đông và phút tăng thì đều có hiệu của nhà sản xuất, đó là XDS.
Cồn bát cũng là của nhà sản xuất hiệu XDS, giảm sóc hơi cho cái hành trình nhún rất là êm ái, và ti giảm sóc rất là còn đẹp, ti giảm sóc rất là đẹp. Lốp đằng trước thì đây như các bác thấy thì cũng khá là đẹp luôn. Xe thì có một vài vết xước. Vâng, và em đã đánh giá xong cái chiếc xe đạp địa hình XDS XK600. Và nếu bác nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ Zalo với em qua số điện thoại 0975 709 943. Và nếu các bác quan tâm đến các cái xe đạp thể thao nói chung hoặc là những cái video hướng dẫn sửa chữa bảo dưỡng thì hãy ấn kết bạn với em ở trên Facebook qua cái tài khoản Kiên Xe Đạp. Còn ở trên YouTube thì các bác ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng và ấn chiếc chuông để là các bác những người xem đầu tiên những cái video em mới đăng lên kênh. Vâng, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.